Tôi xin tuyên bố khai mạc phiên toàn thể hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018. Xin trân trọng cảm ơn. Các cái chủ đề trao đổi tại hội nghị này hôm nay vừa mang tính thời sự, vừa mang tính chiến lược lâu dài, rất sát với đổi mới mô hình tăng trưởng, thiết kế nền tảng, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm ổn định và phương pháp tiếp cận với sự thay đổi liên tục của khoa học công nghệ. Thì gấp nên trong tư duy, nhận thức và hành động để Việt Nam phát triển nhanh, đột phá hơn nữa, bền vững hơn nữa trong thời gian đến. Chúng tôi hy vọng rằng Thủ tướng sẽ luôn là ông bầu dẫn dắt đội tuyển kinh tế của Việt Nam giành thắng lợi trên các đấu trường khu vực và quốc tế.